thị trường bò này, hay là thị trường gấu này, hay là thị trường giá lên, hay là thị trường xuống. Tất cả những câu này là những câu mà rất nhiều quý vị khán giả đã nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà có bao nhiêu người trong số quý vị đã biết đến thị trường mà gọi là kangaroo hay chưa? Thật ra thì kangaroo là một thuật ngữ xuất phát từ chính phố Wall, là thị trường chứng khoán Mỹ, để mà chỉ những cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán liên tục giật lên rồi lại giật xuống trong một cái biên độ hẹp, giống như là những cái bước nhảy của chú kangaroo vậy. Và khi đặt hình ảnh này vào thị trường chứng khoán Việt Nam ấy, thì chú kangaroo Việt Nam Index đã dập dình quanh vùng khoảng từ 1430 cho đến 1530 điểm trong vài tháng qua rồi. Kangaroo, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam. Kangaroo, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam. Thank you.